Đây chương trình Tơ lòng trên phím nhạc. Quý vị khán thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nhạc sĩ đã đem hết cảm xúc phổ vào những cung đàn nguyên điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc, và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng rằng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của nhóm thực hiện chương trình Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhóm thực hiện chương trình Tơ lòng trên phím nhạc xin gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị đã trở lại với chương trình. Hôm nay là chương trình thứ 86 dành cho nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Và đầu tiên, vẫn là những lời cầu chúc tốt đẹp nhất gửi đến toàn thể mọi người. Ước mong quý vị sẽ luôn có sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc và cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp như ý. Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị người nhạc sĩ thứ nhì và cũng là người cuối cùng trong nhóm những nhạc sĩ sinh năm 1935, đó là nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Cũng như nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Phạm Trọng Cầu là một trong số những nhạc sĩ mang nhiều tai tiếng về khuynh hướng thiên tả của ông trong giai đoạn trước năm 1975 và ngay cả sau này. Thế nhưng, trong chương trình Tơ lòng trên phím nhạc hôm nay, chúng tôi xin mạn phép gạt bỏ những xu hướng chính trị để chỉ đơn thuần bàn luận về âm nhạc và giới thiệu đến quý vị một số trong những sáng tác nổi tiếng của ông trước năm 1975 và một vài ca khúc không mang màu sắc chính trị đã được ông sáng tác sau này. Phạm Trọng Cầu là một nhân vật khá đặc biệt trong nền tân nhạc Việt Nam. Ông còn có bút danh là Phạm Trọng. Ông sinh năm 1935, nguyên quán ở Hà Nội, nhưng lại ra đời tại Nam Vang. Ông là con của Trắc Địa Sư Phạm Văn Lạng và bà Đào Thị Ngọc Thư, vốn người Hà Nội, sau dời sang làm việc ở Campuchia. Năm 1943, gia đình Phạm Trọng Cầu trở về Sài Gòn. Theo một tài liệu khác, thì năm 1939, cha mẹ ông bị trục xuất ra khỏi Campuchia vì lý do chính trị. Ở Sài Gòn, mẹ ông mở nhà hàng ca nhạc mang tên Aristo. Tại đây, Phạm Trọng Cầu được tiếp xúc với những ban nhạc người Philippines và một số ca sĩ, nhạc sĩ danh tiếng Việt Nam. Trong đó có Trần Văn Khê, Phạm Duy. Ông cũng được học mandolin trong một thời gian khi gia đình tản cư về Biên Hòa. Sau ngày Nam Bộ kháng chiến, thân phụ ông ra vùng tự do tham gia kháng chiến. Bản thân ông gia nhập chiến đấu ở chiến trường Đồng Tháp 10. Chính trong giai đoạn này, ông đã sáng tác nhạc phẩm đầu tay mà có lẽ ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần nghe qua khi còn đi học. Đó là nhạc phẩm Trường Làng Tôi. Ngày ấy, nhạc phẩm này được phổ biến ở miền Nam dưới tên tác giả Phạm Trọng, không ngoài mục đích che giấu gốc gác thật sự của tác giả. Trường Làng Tôi, cây xanh lá vây quanh, muôn chim hót vang lên êm đềm bằng giai điệu vals mềm mại. Nhạc phẩm Trường Làng Tôi đã được Phạm Trọng Cầu sáng tác với những âm hưởng ngọt ngào và êm ái. Ca khúc đã được gửi đến giới thưởng ngoạn bằng những từ ngữ giản dị êm đềm. Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đưa người nghe về một khung trời kỷ niệm đầy ắp tình cảm ngọt ngào, quyến luyến. Đó là khung trời của mái trường thời thơ ấu. Ắt hẳn đây là một ngôi trường tiểu học với tiếng ê a trẻ thơ đang tập đọc, ngôi trường xinh xắn nhỏ bé bên con đê hiền hòa, ngôi trường đơn sơ dưới mái lá rợp bóng mát. Hình ảnh ngôi trường hiện rõ nét
trong dòng nhạc Vans mềm mại như đưa hồn người trở về một dĩ vãng tươi đẹp trong sáng buổi đầu đời. Thế nhưng ngôi trường ấy rồi cũng tan nát theo chiến cuộc. Tất cả những hình bóng tươi mát của biết bao trẻ thơ vui đùa bên mái lá đơn sơ này đều tàn theo ngọn lửa vô tình của quân thù. Trường làng tôi, một sáng tác rất ngọt ngào và êm ái của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu ngay bây giờ sẽ được trình bày qua tiếng hát của ban Tam Ca Áo Trắng. Yeah.
Tiếp nối sẽ là một ca khúc có tên Biển Sáng, được Phạm Trọng Cầu sáng tác vào năm 1981. Theo tài liệu từ trang Bách Khoa Toàn Thư, thì đây là một ca khúc được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng tác chung với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cũng không rõ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đóng góp như thế nào trong ca khúc Biển Sáng. Và cũng theo danh sách các sáng tác của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu trong trang web này, thì Biển Sáng cũng là ca khúc duy nhất của Phạm Trọng Cầu hợp soạn với một nhạc sĩ khác. Phạm Trọng Cầu sáng tác không nhiều, chỉ khoảng chừng trên dưới 30 ca khúc, mà phần lớn trong số ấy là những ca khúc chỉ được biết đến ở trong nước mà thôi. Biển Sáng là một trong những ca khúc này. Nội dung của nhạc phẩm mô tả cuộc sống của những người ngư phủ và cuộc sống thênh thang với biển rộng sông dài. Mặc dù được ghi là hợp soạn với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhưng khi lắng nghe ca khúc này, chúng ta khó có thể tìm thấy âm hưởng của dòng nhạc Trịnh Công Sơn ở trong ấy. Và như thế thì rất có thể nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã giúp đặt lời cho ca khúc. Nhưng đây cũng chỉ là sự phỏng đoán của chúng tôi mà thôi, vì không có tài liệu nào ghi chép về chuyện này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca sĩ Cẩm Vân trình bày ca khúc Biển Sáng của Phạm Trọng Cầu. Lời hát của biển khơi, tàu ra đi và mang lưới tung ngang trời. Có những chàng trai vì đã yêu biển khơi, lòng thênh thang tựa như những áng mây bay. Ra đi buồn mùa, niềm vui theo cá trên thuyền về, vì tình yêu sống một đời trong nắng mưa. Khi sông bão bất ngờ, mẹ âu lo, lòng khát khao một sớm mai đầy nắng biển xa. Nhẹ vút trên trời cao, lòng bâng khuâng vì trời xanh như màu áo. Sóng xô trời chiều làm nhớ tóc người yêu, biển xôn xao là một tiếng hát cho nhau. Lời hát của biển khơi, tàu ra đi và mang lưới tung ngang trời. Có những chàng trai vì đã yêu biển khơi, lòng thênh thang tựa như những áng mây bay. Ra đi niềm vui theo cá trên thuyền bể, vì tình yêu sống một đời trong nắng mưa. Khi giông bão bất ngờ, mẹ âu lo, lòng khát khao một sớm mai đầy nắng biển xa. Cánh chim hải âu nhẹ vút trên trời cao, lòng bâng khuâng vì trời xanh như màu áo.
xôn xao là một tiếng hát cho nhau. Sóng xô trời chiều làm nhớ tóc người yêu, biển xôn xao là một tiếng hát cho sau khi quân Nhật đầu hàng đồng minh, gia đình ông trở lại Sài Gòn, rồi lại xuống Bến Lức, về miền Tây Nam Bộ, đến tận Vũng Liêm. Ông sống và đi học tại Vũng Liêm. Năm 1948, Phạm Trọng trở lại Sài Gòn, tham gia phong trào xuống đường đấu tranh của sinh viên học sinh. Sau đó, ông bị thương, phải cưa chân. Mẹ ông đã tìm cách đưa ông vào Sài Gòn cứu chữa. Phạm Trọng Cầu vào học tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Em mãi là 20 tuổi, ta mãi là mùa xanh xưa. Những cây ổi thơm ngày ấy và vầng hoa ngô mưa thu. Tóc anh đã thành mây trắng, mắt em dáng thời gian qua. Những câu thơ rất lãng mạn, trữ tình này là những câu mở đầu trong một bài thơ của Quang Dũng có tên Không Đề. Từ bài thơ này, nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã sáng tác nhạc phẩm Em mãi là 20 tuổi. Cũng từ bài thơ này, đã có hai nhạc sĩ nữa cùng phổ nhạc, đó là nhạc sĩ Việt Dũng với ca khúc mang tên Có những chuyện tình không là trăm năm, và nhạc sĩ Khúc Dương với nhạc phẩm có cùng tên với nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu Em mãi là 20 tuổi. Nhạc phẩm nào cũng có những nét độc đáo riêng, và ngày hôm nay trong dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị khán thính giả nhạc phẩm mang tên Ngày Em 20 tuổi của ông. Với lời thơ trữ tình và lãng mạn, thi sĩ Quang Dũng đã viết về những hồi ức thật đẹp, đầy yêu thương, trìu mến. Bài thơ đưa hồn người về những khung trời quá khứ, có những mùi ủi thơm ngày cũ, có vầng hoa ngâu của mùa thu. Và bây giờ tuổi xanh đã qua đi, khi mái tóc anh đã bạc màu mây trắng, và mắt em thì biết bao dấu thời gian đã in hằn với năm tháng. Nhưng cho dù thế nào thì mối tình của anh và em sẽ mãi mãi vẫn là màu xanh, một màu xanh xưa đẹp đẽ của tình người. Em mãi là 20 tuổi, thơ Quang Dũng, nhạc Phạm Trọng Cầu sẽ được gửi đến cùng quý vị với tiếng hát của ca sĩ Thu Phương. Em mãi là 20 tuổi, tôi mãi là mùa xanh xưa, những cây ổi thơm ngày ấy và vầng hoa ngâu mưa thu. Tóc anh đã thành mây trắng, mắt em dáng thời gian qua. Ngày nay chuyện đẹp qua đi, thời gian gấp rồi còn lại chúng ta. Em mãi là 20 tuổi, tôi mãi là mùa xanh xưa, giữ trọn tình người cho đẹp, ta mãi là mùa xanh xưa. Ôi con đường xưa, những mùa chút lá cánh bạc mồ côi, không khu rêu phong mắt đừng rơi, đừng
mãi là mùa xanh xưa. Chúng ta vừa lắng nghe ba ca khúc đã được Phạm Trọng Cầu sáng tác trong nước. Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức hai nhạc phẩm đã được ông sáng tác tại nước Pháp trong thời gian ông sang đây du học vào khoảng năm 1962. Trước tiên là nhạc phẩm Đêm Lặng. Ca khúc được nhạc sĩ viết về một buổi đêm lạnh lẽo khi ông lang thang trong đêm với thời tiết giá băng ở Pháp Quốc và tâm sự cô đơn nhớ nhung về quê hương. Khi nghe Đêm Lặng, người ta rất có thể sẽ nhớ đến nhạc phẩm Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Thế nhưng, điểm trái ngược ở hai nhạc phẩm là trong khi Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương được sáng tác tại Việt Nam, không hề có tuyết trắng giăng phủ khắp nơi, lại làm cho người nghe cảm thấy được sự lạnh lẽo đến cùng cực của một đêm đông lạnh buốt. Còn Đêm Lặng của Phạm Trọng Cầu, mặc dù ông đã vẽ lên một màu trắng lạnh lẽo xuyên suốt nhạc phẩm, nhưng người nghe lại không cảm nhận được sự lạnh giá ấy trong ca khúc. Dường như sự lạnh buốt chỉ ở trong tâm hồn của một người đang lang thang nơi đất khách quê người. Chúng ta hãy lắng nghe ca sĩ Quang Tuấn trình bày nhạc phẩm Đêm Lặng của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Thank you.
đêm nay lạnh phố buồn, em ơi rét không em, bơ vơ giờ phố phường, tìm đâu người mến thương. Đêm nay lạnh phố buồn, em ơi nín đi em, lên metro dù cuối cùng, em ơi nín đi em. Trời mưa tuyết lác đác dâng dâng sầu, đèn đêm trắng phố vắng phai phai màu, ngập ngừng đêm thâu tìm về nơi đâu, giữa ngàn lối sắc màu tìm đâu thấy tiếng hát bên kia đồi. Xa xôi lòng sầu phơi phới, chừng nào cho đêm mới thôi. Trời mưa tuyết lác đác dâng dâng sầu, đèn đêm trắng phố vắng phai phai màu, ngập ngừng đêm thâu tìm về nơi đâu, giữa ngàn lối sắc màu tìm đâu thấy tiếng hát bên kia đồi. Xa xôi lòng sầu phơi phới, chừng nào cho đêm mới thôi. Sau khi tốt nghiệp năm 1962, ông sang Pháp thi vào Nhạc viện Paris. Tại Paris, Phạm Trọng Cầu đã viết bản nhạc rất nổi tiếng, Mùa thu không trở lại. Năm 1969, ông về nước, giảng dạy tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, tham gia các đoàn văn nghệ như Nguồn sống, Sinh viên Phật tử Vạn Hạnh. Năm 1972, ông bị chính quyền miền Nam bắt giam cho đến tháng 4 năm 1975. Ngoài ra, ông còn sáng tác nhiều ca khúc dành cho các em thiếu nhi. Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu là người sống rất bình dị, và những điều đó thể hiện khá rõ trong những tác phẩm của ông. Trở lại với dòng nhạc Phạm Trọng Cầu, tiếp theo sau đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một ca khúc nữa cũng đã được ông sáng tác tại Pháp Quốc. Đó là ca khúc rất nổi tiếng, có tựa đề Mùa thu không trở lại. Có thể nói, đây là một bản tình ca nổi tiếng nhất của Phạm Trọng Cầu, và chính nhạc phẩm này đã đưa tên tuổi của ông đến với giới yêu âm nhạc. Ông đã tâm sự về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này như sau. Dạo ở Paris, mình gặp và yêu một cô gái Việt Nam, có mái tóc đen dài, đôi mắt buồn vời vợi.
tình yêu đang độ trăng rằm thì nàng phải về nước và không bao giờ trở lại Paris nữa. Chúng tôi chia tay nhau vào mùa thu. Khung cảnh mùa thu ở Âu Châu rất đẹp, nhưng nếu phải chia ly trong một cái nền như vậy thì nó lại trở nên thật tê tái. Đối với tôi, đó là một mối tình xa xưa thời còn trai trẻ. Gặp nàng vào mùa xuân, mùa hạ tình nồng cháy và mùa thu nàng ra đi. Hôm tiễn nàng ra sân bay, tôi trở về nhà phải đi ngang qua khu vườn Luxembourg. Khu vườn đó, khi đi ngang tôi chợt nhận ra đang là mùa thu vì chân mình đạp phải rất nhiều lá vàng. Trong tôi tự nhiên vang lên một giai điệu: em ra đi mùa thu không trở lại. Dù mùa thu ở Paris rất đẹp, nhưng mà từ mùa thu đó, với tôi, mùa thu không bao giờ trở lại nữa. Đề cập đến nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu và bài hát Mùa thu không trở lại, nhà thơ và nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đã viết như sau trong tập Bông hồng tạ ơn. Sinh viên Việt Nam cùng thời với Phạm Trọng nói rằng họ đều biết hoặc thuộc Mùa thu không trở lại. Ca khúc này của Phạm Trọng cùng với thơ Nguyên Sa, thơ Cung Trầm Tướng đã làm cho những ngọn đèn của ga Lyon đèn vàng, sương mù sông Sen, công viên Luxembourg trở thành gần gũi hơn đối với các thính giả Việt Nam, nhất là các thính giả trẻ vào cái thời còn ít người được đi xa. Sự gần gũi, cái chất thơ mộng, lãng mạn, người ta cảm nhận được khi đọc thơ, nghe nhạc, sự thật cũng chỉ có trong tưởng tượng. Bài hát này được nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu sáng tác vào thập niên 1960, nhưng mang đầy đủ những đặc điểm của dòng nhạc tiền chiến, với lời nhạc rất thơ và rất lãng mạn. Bài hát Mùa thu này của ông có thể xếp cùng loại với những sáng tác mùa thu khác của các bậc tiên phong tân nhạc Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn, Văn Cao. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Duy Quang trình bày tâm sự của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu khi mùa thu của ông đã ra đi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Em ra đi mùa thu không trở lại. Em ra đi mùa thu, sương mờ răng âm u. Em ra đi mùa thu không còn nữa. Đêm la ua mùa thu, đo sầu ngập tim tôi. Ngày em đi, nghe trời vơi não nề qua vườn lúc sân bùa. Mưa rơi che phố mờ, buồn này ai có mua. Từ chia ly, nghe rơi bao lá vàng ngập dòng nước sông Sen. Mưa rơi trên phím đàn, chừng nào cho tôi quên. Hôm em ra đi mùa thu không trở lại. Lá úa khóc người đi, sương mờ dâng lên mi. Em ra đi mùa lá rơi ngập ngừng. Đêm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên.
vườn lúc sâm buông, mưa rơi che phố mờ, buồn này ai có mua. Dòng nước sông sen mưa rơi trên phím đàn, chừng nào cho tôi quên hôm em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại, lá úa khóc người đi, sương mờ dâng lên mi. Em ra đi mùa thu, mùa lá rơi ngập ngừng, đêm lá úa sầu lên, bao giờ cho tôi quên. Mặc dù đã từng đi kháng chiến, hoạt động nội thần cho Cộng sản khi phong trào phản chiến trong nước đang dâng cao, thế nhưng bản thân Phạm Trọng Cầu lại không chấp nhận một chế độ Cộng sản chuyên chính. Bất mãn với sự độc tài văn hóa của chế độ, ông đã dần dần mất đi lý tưởng và sự hăng say của lúc ban đầu. Cho đến cuối năm 1985, những hoạt động chính của ông chỉ còn là trông coi các ban nhạc ở vũ trường, các nhà hàng ca nhạc và các phòng thu âm. Ông cũng là một trong những người đã từng theo kháng chiến, nhưng sau này quay lại công khai đã kích chính quyền Cộng sản nhiều nhất và lớn tiếng nhất, cho đến khi ông qua đời vào năm 1998, lúc mới 63 tuổi. Gạt bỏ yếu tố chính trị, Phạm Trọng Cầu là một người có tài, nhưng lại không có đủ điều kiện cho tài năng ấy phát triển đúng mức, nhất là trong lĩnh vực nhạc hòa tấu, bởi ông là một trong số rất ít những nhạc sĩ Việt Nam tốt nghiệp trường cao đẳng âm nhạc tại Paris. Tất cả những gì ông để lại cho đời chỉ bao gồm một số nhạc phẩm hòa tấu giá trị nhưng không mấy phổ biến, và trên dưới 30 ca khúc mà đa số chủ đề viết cho quê hương, tuổi trẻ và thiếu nhi. Về tình ca, ông chỉ viết vài bài mà trong đó nổi tiếng nhất là nhạc phẩm Mùa Thu Không Trở Lại, kết quả của một cuộc tình không đoạn kết. Và như thông lệ, chúng tôi sẽ dùng một ca khúc có chủ đề về mùa xuân để khép lại chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 86 ngày hôm nay dành tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Ca khúc có tựa đề Giáng Xuân. Đây là ca khúc duy nhất có chủ đề về mùa xuân của ông. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Giáng Xuân với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Phương.
Lòng Trên Phím Nhạc vừa gửi đến quý vị khán thính giả yêu nhạc chương trình kỳ thứ 86 tưởng niệm nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ tinh thần của quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị tiếp tục khích lệ chương trình bằng việc đăng ký kênh, để lại những lời bình luận cũng như chia sẻ chương trình đến với bằng hữu thân quen. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới, và Tơ Lòng Trên Phím Nhạc xin thân mến chia tay cùng quý vị khán thính giả nơi đây.